Chào các em. Trong chương trình toán 6, ta phần số học các em đã học chương thứ nhất, đó là chương ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Và chương thứ hai chúng ta sẽ học là chương số nguyên. Và trong hình học chúng ta học chương 1, đó là chương đoạn thẳng. Trong cái bài ôn tập học kỳ này, để cho các em dễ hiểu, dễ làm bài thì cô giáo sẽ phân ra thành các dạng bài tập. Để dạng thứ nhất hôm nay chúng ta làm đó là các bài toán về tập hợp. Chúng ta làm bài thứ nhất. Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai? Với cách viết sai, hãy sửa lại cho đúng. Câu thứ nhất, 15 thuộc N. Tức là 15 là số tự nhiên. Như vậy trong cách viết này, đúng hay sai? 15 là số tự nhiên. Như vậy cách viết này là đúng. Cách viết thứ nhất là đúng. Câu B, 0 thuộc N. Có nghĩa là 0 là số tự nhiên. Như vậy cách viết này là đúng. Câu 3, tập hợp có một phần tử là 24 thuộc tập N. Như vậy là chúng ta biết là tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên. Đây là tập hợp gồm một phần tử là 24 là thuộc tập N. Như vậy là chúng ta biết là quan hệ giữa hai tập hợp chỉ là quan hệ là tập hợp này là con tập hợp kia hoặc tập này bằng tập kia, chứ không có quan hệ tập này thuộc tập hợp kia. Như vậy cách viết này là sai. Câu thứ 3, 3 thuộc N sao? Tập hợp N sao là tập hợp như nào? N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không? Như vậy 3 là số tự nhiên khác không? Như vậy cách viết này là đúng. Câu E, 0 thuộc N sao? Ta đã biết là N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không? Như vậy 0 thuộc N sao? Như vậy cách viết này là sai. Với cách viết sai, hãy sửa lại cho đúng. Vậy với hai cách viết sai ở câu C và câu E, ta sẽ sửa lại. Câu này sửa lại. Đó là tập hợp gồm một phần tử là 24 với tập hợp N. Thì ta thấy là tập hợp này có một phần tử là 24 thì 24 này là số tự nhiên, cũng thuộc tập hợp số tự nhiên. Như vậy tập hợp này sẽ là con của tập hợp N. Vậy giờ điền ký hiệu đây là con. Câu E ta sửa lại như sau. Không thuộc N sao? Vậy điều này sai. Vậy ta sửa lại là số 0 không thuộc tập hợp N sao? Không, không thuộc N sao? Bài tập số 2, cho 3 tập hợp. Tập hợp A gồm các phần tử 1, 2, 3, 5 và 7. Tập hợp B gồm 3 phần tử 2, 5 và 6. Tập hợp C gồm 2 phần tử 1 và 7. Điền ký hiệu D tức là đúng hoặc F là sai vào cuối mỗi câu. Câu thứ nhất, tập hợp B là con của tập hợp A. Câu B, tập hợp C là con của tập hợp A. Và câu C là tập hợp C là con của tập hợp B. Câu thứ nhất, tập hợp B là con của tập hợp A. Ta đã biết rằng là tập hợp A là con của tập hợp B khi mà tất
cả các phần tử của A đều thuộc B, thì tập hợp A là con của B. Câu thứ nhất này, B là con A. Tập hợp B là gồm các phần tử 2, 5 và 6. Tập hợp A gồm các phần tử 1, 2, 3, 5, 7. Ta muốn biết câu này đúng hay sai, ta xem là các cái phần tử của tập hợp B này có thuộc tập hợp A hay không. Tập hợp B, phần tử thứ nhất 2, ta thấy phần tử này có thuộc tập hợp A. Phần tử thứ hai là 5, thuộc B và cũng thuộc A. Phần tử thứ ba là 6, phần tử này thuộc B nhưng không thuộc A. Như vậy, tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A. Như vậy, câu này ta điền ký hiệu D, à, xin lỗi, S gì? Tức là sai. Câu thứ hai, C là tập hợp con của tập hợp A. Tập hợp C có hai phần tử 1 và 7. Bây giờ ta xem hai phần tử này có thuộc tập hợp A hay không. Ta thấy là 1 cũng thuộc A này, phần tử 7 cũng thuộc tập hợp A. Như vậy tập hợp C là con của tập hợp A. Như vậy ta điền ký hiệu là D. Câu C, C là tập con của tập hợp B. C là con của B. Ta kiểm tra xem mỗi phần tử thuộc C có thuộc A không, à, có thuộc B không. Phần tử thứ nhất 1 thuộc C nhưng không thuộc B. Như vậy ta kết luận ngay là tập hợp C không phải là tập hợp con của tập hợp B. Như vậy câu này là sai. Như vậy là qua bài thứ hai này, chúng ta cần nắm được là tập hợp A là con của tập hợp B khi mà mọi phần tử của A đều thuộc B. Bài số 3, tính số phần tử của mỗi tập hợp sau. Tập hợp A gồm các phần tử 40, 41, 42, vân vân đến 100. Tập hợp B gồm các phần tử 10, 12, 14, vân vân. Cuối cùng là 98. Dãy số này là dãy số viết theo quy luật, là dãy số cách đều. Ta đã biết cách tính số số hạng của dãy số cách đều. Đó là số số hạng thì sẽ bằng với dãy số cách đều, thì số số hạng sẽ bằng số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách và cộng 1. Số cuối trừ số đầu nó chia cho khoảng cách cộng 1. Với công thức này thì ta dễ dàng tính được số phần tử của mỗi tập hợp A và B. Câu A, số phần tử của tập hợp A là 3. Số số hạng của tập hợp A, lấy số cuối trừ số đầu. Số cuối đây là 100, trừ số đầu là 40. Số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách. Khoảng cách giữa hai số liên tiếp với nhau đây, số sau này hơn số trước là 1 đơn vị. Như vậy khoảng cách đây là 1 cộng với 1. Thực hiện nhất tính ta sẽ có là 61. Như vậy tập hợp A có 61 phần tử. Tương tự như vậy thì số phần tử của tập hợp B là
Số cuối là 98, trừ đi số đầu là 10. Chia cho khoảng cách. Lúc này khoảng cách không phải là 1 nữa, mà khoảng cách lúc này là 2. 12 trừ 10 là 2. Như vậy là 98 trừ đi 10 chia cho khoảng cách là 2 cộng 1. 98 trừ đi 10 là 88, chia 2 là bằng 44 cộng 1 là 45. Như vậy tập hợp B có 45 phần tử. Như vậy qua bài số 3 này chúng ta cần nắm được với dãy số cách đều thì số số hạng sẽ được tính bằng số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách rồi cộng với 1. Bài tập số 4 cho tập hợp A gồm các số x thuộc z sao cho x gì lớn hơn trừ 4, nhỏ hơn hoặc bằng 5. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. Câu thứ hai, tính tổng các số x thuộc tập hợp A. Tập hợp A gồm các số x thuộc z, tức là gồm các số nguyên, sao cho x lớn hơn trừ 4, nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đây là cách viết tập hợp dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Câu A là yêu cầu ta viết cái tập hợp đó dưới dạng là liệt kê các phần tử của tập hợp. Như vậy, các cái số nguyên x mà thỏa mãn điều kiện lớn hơn trừ 4, nhỏ hơn hoặc bằng 5, đó là các số là trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Ta liệt kê các phần tử đó ra. Câu A, A bằng các phần tử của tập hợp ta viết trong hai dấu ngoặc nhọn. Phần tử thứ nhất đó là lớn hơn trừ 4, đó là số nguyên lớn hơn trừ 4 là trừ 3 này, rồi đến trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4. Và các số nguyên đấy nhỏ hơn hoặc bằng 5. Như vậy ta lấy đến 5, đóng ngoặc nhọn. Đấy. Như vậy ta đã viết tập hợp A bằng cách liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp. Câu B, tính tổng các số x thuộc tập hợp A. Như vậy ta đi tính tổng các cái số x này của tập hợp A. Tổng các số x thuộc tập hợp A là, ta cộng các phần tử này lại nhau, ta được là trừ 3 cộng trừ 2 cộng trừ 1 cộng 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 và cộng 5. Đây là chính là tổng các số x thuộc tập hợp A. Bây giờ ta tính tổng này xem kết quả bằng bao nhiêu. Để tính tổng này thì ta sẽ sử dụng tính chất kết hợp. Ta kết hợp các số trừ 3 với 3, bởi vì hai số này là hai số đối nhau nên tổng bằng 0. Trừ 2 với 2 này, trừ 1 với 1 này. Đấy, ta kết hợp các số đó với nhau. Vậy tổng trên bằng 3 cộng với trừ 3 2 cộng với trừ 2 1 cộng với trừ 1 cộng với 0 vẫn bằng 0 cộng với 4 cộng với 5 cộng với 0, ta không biết ra nữa này. Mỗi tổng này đều bằng 0 vì tổng hai số đối nhau bằng 0. Như vậy cuối cùng ta có kết quả là bằng 4 cộng 5 và bằng
bằng 9. Vậy tổng các số x thuộc tập hợp A là bằng 9. Như vậy qua bài số 4 này, ta cần nắm được cách thứ nhất để ta viết tập hợp, đó là ta chỉ ra tính chất đặc trưng cho tập hợp. Ngoài cách đó ra thì ta còn có thể liệt kê các phần tử của tập hợp. Cái thứ hai ta cần nắm được đó là các hai số đối nhau thì có tổng bằng 0. Bài tập số 5. Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và là bội của 3. A. Viết tập hợp AB bằng cách liệt kê các phần tử. Câu B. Tìm tập hợp A giao B. Câu C. Viết tất cả các tập hợp con có một phần tử của tập hợp A giao B. Ta làm câu hỏi thứ nhất. Viết tập hợp AB bằng cách liệt kê các phần tử. Trước hết ta viết tập hợp A. Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Để làm bài tập này, trước hết ta phải nhớ lại. Khi mà A chia hết cho B với điều kiện B khác không, thì khi đó ta nói B là ước của A. Đó. B là ước của A. Và để tìm các ước của A thì ta lấy A lần lượt chia cho các số tự nhiên 1, 2, vân vân đến A. Nếu phép chia nào là hết thì số đó chính là ước của A. Như vậy, ở đây tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Vậy bây giờ ta đi tìm các ước của 6. Vậy ước của 6, ta lấy 6 chia cho 1. Như vậy 1 là ước của 6 này. 6 chia cho 1 thì được 6. Như vậy 6 cũng là ước của 6. Tiếp theo là lấy 6 chia cho 2 thì 6 chia hết cho 2. Do đó 2 sẽ là ước của 6. 6 chia cho 2 thì được 3. Như vậy 3 cũng là ước của 6. Như vậy số 4, 6 thì không chia hết cho 4. Như vậy 4 không phải là ước của 6. Tương tự như vậy số 5 cũng không phải là ước của 6. Như vậy, số 6 có 4 ước, đó là 1, 2, 3 và 6. Tiếp theo tôi viết tập hợp B. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và là bội của 3. Để tìm bội của 3 thì ta lấy 3 lần lượt nhân với các số 0, 1, 2, 3, vân vân. Đó chính là các bội của 3. Vậy bội của 3 ta lấy 3 nhân với 0, ta được phần tử thứ nhất là bằng 0. 3 nhân với 1 được 3. 3 nhân 2 ta được 6. 3 nhân 3 là 9. Tiếp theo 3 nhân 4 là 12. Nhưng các số tự nhiên của tập hợp B này phải nhỏ hơn 10. Như vậy ta lấy đến 9. Như vậy tập hợp B có 4 phần tử là 0, 3, 6 và 9. Ta làm xong câu thứ nhất. Câu thứ hai. Tìm tập hợp A giao B. A giao B. A giao B là gì? Tập hợp A giao B là gồm các phần tử vừa thuộc tập hợp A lại vừa thuộc tập hợp B. Thì đó chính là tập hợp là các phần tử của tập hợp A giao B. Vậy
Nhìn nào, hai tập hợp A và B này, ta thấy là phần tử nào vừa thuộc tập hợp A lại vừa thuộc tập hợp B. Phần tử thứ nhất có trong A nhưng không có trong B. Phần tử thứ hai cũng vậy, có trong A nhưng không có trong B. Phần tử thứ ba đó là 3. Số 3 vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B. Tương tự số 6 vừa thuộc A vừa thuộc B. Đấy. Như vậy, tập hợp A ra B gồm hai phần tử là 3 và 6. C. Viết tất cả các tập con có một phần tử của tập hợp A ra B. Tập hợp A ra B đây rồi. Người ta ta viết các tập con nhưng chỉ có một phần tử của cái tập hợp A ra B này. Tập hợp ta biết là tập hợp A là con của B khi mà tất cả các phần tử của A đều phải thuộc tập hợp B. Vậy tập hợp con của tập hợp A ra B có một phần tử thì tập hợp thứ nhất đó là tập hợp gồm có phần tử là 3, có một phần tử, phần tử này thuộc tập hợp A ra B. Tập hợp thứ hai có một phần tử là 6, tập hợp này cũng là con của tập hợp A ra B. Như vậy ta có hai tập hợp con của tập hợp A ra B và có một phần tử. Như vậy là qua bài số 5 này, chúng ta cần nắm được cái thứ nhất là cách tìm ước của một số, cách thứ hai đó là tìm bội của một số, và cái thứ ba chúng ta biết là giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó. Như vậy là qua cái dạng thứ nhất này thì chúng ta về nhà các em xem lại các bài tập của đá chữ. Như vậy là các con vừa hoàn thành xong 5 bài tập của dạng thứ nhất. Cô hy vọng rằng sau 5 bài tập này thì các con đã được củng cố các kiến thức về tập hợp. Chúc các con học tốt.